Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Như Vãi cùng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày. Những câu chuyện bom hàng còn chưa có hồi kết thì mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục bức xúc trước thái độ của một người phụ nữ khi mà ngang nhiên đưa tiền rách cho shipper, bắt anh phải nhận lấy kèm với nhiều lời nói khó nghe. Trong đoạn clip mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội, anh shipper phải lặn lội đi mua hai hộp cơm lúc 12 giờ đêm, kèm theo nhiều yêu cầu của khách như là nước mắm phải không cay, sườn phải có mỡ, ghé đây mua thêm tóp mỡ, ghé kia mua thêm ly cà phê. Khi đến giao hàng, khách nữ trả shipper tờ 200.000 rách một mảng khá lớn ở góc phải. Khi ship hỏi chị đưa tiền này sao em xài thì người phụ nữ đáp: tiền anh không xài được, ngu gì em xài. Khi yêu cầu đổi tờ khác thì khách nữ bảo không có. Khi anh shipper vẫn cố ná lại để nói lý lẽ, cho rằng tiền mất góc như vậy sẽ rất khó sử dụng. Lúc này người phụ nữ khăng khăng: ngoài kia người ta vẫn xài được, giờ anh muốn cái gì? Do anh không chịu nhận thôi. Shipper quay clip đòi lại công bằng thì người phụ nữ liền thách thức: quay thẳng vào tao luôn nè. Cầm tờ 200.000 tiền rách trên tay, shipper như cạn lời khi người phụ nữ vẫn một mực không chịu đổi tiền cho anh. Thậm chí còn quay sang hỏi: giờ anh xong chưa? Quay xong chưa? Ở cuối clip, giọng một người đàn ông vọng lại: quay người chứ quay trúng quán là tao đập á. Đúng là một đêm nhiều sóng gió với anh shipper. Khi đoạn clip ngắn được chia sẻ, nhiều dân tình tỏ thái độ phẫn nộ với cách ứng xử kém duyên của người phụ nữ. Tiền mất góc thế thì sao người ta dùng, giờ ra ngân hàng đổi tiền cũng mất công, có khi còn mất phí, mình dùng không được thì quăng cho người ta sao? Khổ thân anh shipper, nửa đêm lặn lội đi giao hàng gặp trúng quả khách hãm, nhìn tay anh cầm hai hộp cơm và ly cà phê mà thấy thương thật sự. Hiện tại đoạn clip quay cảnh nữ khách trả tiền rách cho shipper kèm với những lời nói khó nghe vẫn đang được chia sẻ rộng rãi. Chúng mình là S Như và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.